Tiểu sử cầu thủ Mạc Đức Việt Anh. Mạc Đức Việt Anh sinh vào ngày 22 tháng 8 năm 1997, là cầu thủ bóng đá người Việt Nam, thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tại V-League 1. Anh đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Thông tin cá nhân: tên đầy đủ Mạc Đức Việt Anh, ngày sinh 22 tháng 8 năm 1997, nơi sinh Hải Dương, Việt Nam, chiều cao 1m74, vị trí hậu vệ. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay SHB Đà Nẵng, số áo 47, câu lạc bộ trẻ, năm 2011 đến năm 2015 thi đấu cho câu lạc bộ PVF, câu lạc bộ chuyên nghiệp, năm 2016 thi đấu cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh, năm 2017 tới nay thi đấu cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Về đội tuyển quốc gia, năm 2015 thi đấu cho đội tuyển U19 Việt Nam. Sự nghiệp thi đấu: Việt Anh là học viên khóa 1 của PVF. Anh là mẫu hậu vệ đa năng khi vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chơi trung vệ, vừa có thể dạt ra biên khi cần thiết. Tại vòng chung kết U19 châu Á 2016, anh đã thi đấu rất tốt khi được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giao trọng trách, đặc biệt ở trận quyết định gặp đội chủ nhà U19 Ba Hàn. Việt Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hậu vệ bên phải, góp phần cùng U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017. Về thành tích với câu lạc bộ: vô địch giải bóng đá U13 quốc gia 2010, vô địch giải bóng đá U15 quốc gia 2012, A quân giải bóng đá U17 quốc gia 2013, vô địch giải bóng đá U17 quốc gia 2014, vô địch giải bóng đá U19 quốc gia 2015, hạng 3 giải bóng đá U19 quốc gia 2016, vô địch cúp quốc gia năm 2016. Về cấp đội tuyển trẻ quốc gia: A quân giải vô địch U19 Đông Nam Á năm 2015, hạng 3 giải vô địch U19 Đông Nam Á năm 2016, hạng 3 giải bóng đá U21 Nations Cup Malaysia năm 2016, vô địch giải Tứ Hùng U19 Caribbean Cup năm 2016, hạng 3 giải vô địch U19 châu Á năm 2016 và giành vé dự U20 World Cup 2017. Mạc Đức Việt Anh, một trong những gương mặt góp công lớn giúp U19 Việt Nam đoạt vé đến World Cup U20 thế giới, vừa trải qua các phẫu thuật chấn thương tại thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những gương mặt nổi bật trong đội hình chính của đội tuyển U19 Việt Nam ở vòng chung kết châu Á diễn ra tại Ba Hàn năm ngoái, và góp công không nhỏ trong chiếc vé có mặt ở vòng chung kết thế giới U20 năm nay. Nhưng trong đợt tập trung chuẩn bị cho World Cup U20 của đội tuyển U20 Việt Nam đã không có tên của Việt Anh do chấn thương. Xuất thân từ lò đào tạo trẻ PVF, Việt Anh hiện đang là cầu thủ của SHB Đà Nẵng, và chấn thương của anh đã gặp phải tại BTV Cup 2016. Nhưng một thời gian dài gần 5 tháng, các bác sĩ đã không chuẩn đoán chính xác được tình trạng của cầu thủ trẻ này, khiến anh đã mất cả một giai đoạn 1 của mùa giải 2017. Mới đây, sau nhiều lần kiểm tra, các bác sĩ đã kết luận chàng hậu vệ này bị rách sụn trên gối. Đầu tuần qua, anh đã được phẫu thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi phẫu thuật, Việt Anh đã quay về SHB Đà Nẵng để chuẩn bị tập hồi phục theo chỉ định của bác sĩ. Được biết, khoảng hơn 2 tháng là cầu thủ trẻ này sẽ có thể luyện tập trở lại. Nhưng điều này đồng nghĩa anh đứng trước nguy cơ vắng mặt ở giai đoạn 2 của mùa giải 2017. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.
Thank you.